Người đàn ông bị nguyền rủa, ngay khi anh ấy chạm vào Coca-Cola, nó biến thành Pepsi. Nhưng anh ta thề rằng anh ta thà chết còn hơn uống Pepsi. Anh ấy cố gắng dùng kẹp để nhặt Cola, không thay đổi màu sắc. Vì vậy nó an toàn để uống. Nhưng ngạc nhiên, ngay sau một ngụm, Cola lại đổi màu. Anh ấy phun nó ra, thất vọng ngay lập tức. Anh ấy đi đến tủ lạnh và đổ hết Cola bên trong. Đột nhiên anh ta phát hiện ra hai lon Cola đỏ ở dưới cùng. Đeo găng tay, anh ấy lấy nó ra, đổ nó vào cốc và cố gắng uống. Nhưng Cola đóng chai lại quay xanh ra trở lại. Người đàn ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế. Anh ấy bắt đầu nhấm nháp Pepsi. Và ngay lúc đó, căn phòng anh ấy đột nhiên rung chuyển dữ dội. Sau đó vết nước trên mái bắt đầu nứt vỡ. Anh chàng cảm thấy hoang mang và lo sợ. Anh vội bỏ lon Pepsi xuống bàn và chạy nhanh ra khỏi nhà. Ngay lúc này một điều đáng sợ đã xảy ra. Trái đất gặp sự sụp đổ của nó một cách khó hiểu.